Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Dẫu được tập trung khai thác rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, thế nhưng phần lớn các bí mật xoay quanh đại gia tộc Otsutsuki vẫn đang nằm phủi bụi trong bóng tối. Tính tới thời điểm hiện nay, chúng ta hoàn toàn mù tịt về nguồn gốc, sức mạnh, số lượng thành viên và lý do tại sao bọn chúng lại lang thang khắp vũ trụ để tìm kiếm trái cấm. Để giải đáp những thắc mắc này, hôm nay xin mời anh em cùng với Ego Tuna đến với video tổng hợp tất tần tật về gia tộc chiến binh Otsutsuki, chân tướng về thành viên thứ 6, thập vĩ thứ 3 xuất hiện. Có thể nói rằng, hiếm có một hành tinh nào lại phải để tới 3 cặp Otsutsuki lần lượt hạ phàm mà vẫn không thể nào chinh phục được giống như trái đất. Thông qua các biểu tượng tại căn cứ bí mật nơi Jiren cất giữ thập vĩ của mình, chúng ta biết được rằng trước Kaguya đã từng có một cặp đôi Otsutsuki bí ẩn khác tìm tới trái đất. Tuy nhiên, thông tin về hai tên này lại bị che đậy một cách vô cùng kỳ lạ. Chúng là ai và tại sao biểu tượng của chúng lại bị phá hủy? Trong khi đó, bức vẽ của Kaguya và Isiki vẫn còn tồn tại suốt cả ngàn năm lịch sử mà không hề có dấu hiệu bị mòn bởi thời gian. Thậm chí sau khi Isiki bị tiêu diệt, biểu tượng của hắn ta vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa rằng việc một Otsutsuki còn sống hay đã qua đời không hề liên quan gì tới sự tồn tại của những vòng tròn kia. Và chắc chắn có kẻ đã cố tình hủy hoại thông tin liên quan tới hai Otsutsuki đến trái đất đầu tiên, chứ không có chuyện hai biểu tượng này tự nhiên vỡ tan. Tạm gác chuyện này sang một bên, chúng ta đều biết rằng gia tộc Otsutsuki thường đi theo cặp, và về cơ bản thì chúng sẽ tăng cường sức mạnh cho bản thân bằng việc hấp thụ năng lượng tương đương với sự sống của một hành tinh. Thậm chí nếu như trải qua nhiều lần tiến hóa, chúng sẽ tiến tới trạng thái bất tử, giống như là thần thượng cổ Shibai. Để có thể thực hiện hóa được điều này, Otsutsuki cần một công cụ, và đó chính là hạt giống thần thụ, hay còn được biết đến thông qua cái tên thập vĩ. Thập vĩ sẽ theo chân các Otsutsuki đến hành tinh khác, nhằm hút cạn năng lượng sống ở đó để có thể sinh ra trái chakra. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như thế nhiều lần. Tuy nhiên, lại có một điều cực kỳ khó hiểu nằm ở đây. Theo như những gì được mô tả, thì cặp đôi Otsutsuki bị phá hủy biểu tượng là những kẻ xâm lược đến trái đất đầu tiên. Chúng đã gieo trồng thần thụ, nhưng rồi không thể nào thu hoạch được và biến mất một cách bí ẩn. Sau đó, Isiki và Kaguya được cử đến đây để thu hồi trái chakra của cặp đầu tiên này. Và rồi sau đó xảy ra sự kiện mẹ thỏ phản bội Isiki. Điều này có nghĩa rằng, thập vĩ xuất hiện trong đại chiến thế giới lần thứ tư thuộc về hai Otsutsuki đầu tiên đã biến mất. Còn thập vĩ hiện giờ đang xuất hiện trong Boruto, mới là con của Isiki và Kaguya phải gieo trồng. Vậy thì con còn lại của Momoshiki và Kinshiki đang ở đâu? Rõ ràng ngay trong những chap đầu tiên, chúng ta đã thấy Momoshiki ngồi gặm trái chakra hắn thu hoạch được từ một hành tinh xa lạ. Điều này khẳng định rằng hắn ta có mang theo hạt giống thần thụ chứ không phải là không có. Thậm chí nếu như anh em chú ý một chút thì hắn là sẽ nhận ra khoảnh khắc Momoshiki chói Naruto vào một cái cây khổng lồ để hút chakra của vĩ. Theo tớ thì cái cây khổng lồ này chính là thập vĩ của hắn ta. Từ những dữ kiện này, nếu không có gì thay đổi, trái đất chắc chắn vẫn còn đang chứa chấp một thập vĩ chưa lộ diện. Nó đang ẩn mình chờ thời và con thập vĩ này sẽ có thể mạnh hơn cả Yura bây giờ. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, thập vĩ trong tay của Momoshiki từng chích xuất thành công trái chakra, có nghĩa rằng nó đã từng ăn ít nhất một Otsutsuki. Tên người hầu Kinshiki có thể đã dùng ấn diệt thần để tái sinh sau khi hoàn thiện quá trình này, còn con của Isiki thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy nó đã hấp thụ được bất kỳ một Otsutsuki nào trước đó. Và đó là lý do vì sao tôi nói rằng thập vĩ này vẫn chưa trưởng thành. Điều khiến nó trở nên nguy hiểm chẳng qua là vì nó đang tiến hóa theo một cách đặc biệt, thon gọn hơn và thông minh hơn, chứ không phải là vì sức mạnh hủy diệt như là hai con còn lại. Rất có thể, sau khi tiêu diệt được Yura và đánh bại Kawaki, Boruto vẫn sẽ phải tiếp tục loại bỏ thêm con thập vĩ thứ 3 nữa để có thể đảm bảo trái đất hoàn toàn được thanh tẩy. Trước đây, tác giả Kishimoto đã mô tả thập vĩ trong trận chiến giữa Hamura với Hagoromo có đôi chút khác biệt so với hai con thập vĩ từng xuất hiện. Vĩ thú vương khi đó trông gần giống như với dạng tiến hóa thứ 3 trong đại chiến thế giới lần thứ 4, nhưng nó vẫn có một số điểm khác biệt đáng kể. Ở dạng này, thập vĩ trông cồng kềnh hơn rất nhiều, có thêm vô số gai nhọn mọc ra từ khắp cơ thể và đôi mắt của nó được phản chiếu với 12 Tomoe trong Rinne Sharingan. Thiết kế này đã không được Kishimoto sử dụng lại thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thắc mắc rằng liệu Ikemoto có quyết định hoàn thiện nó, rồi sau đó tái sử dụng hình dạng này cho thập vĩ thứ 3 của Momoshiki hay không? Nếu bỏ qua bản thiết kế này thì thật là lãng phí. Với những nền tảng có sẵn thì đã chắc chắn là một dạng tiến hóa hiếu chiến của vị thú vương, phản ánh đúng tính chất tà ác và bất trị của sinh vật thần thoại này. Tiếp đến là những dữ kiện liên quan tới cặp đôi xâm lược đầu tiên. Theo như Amado đã nói, ông ta đã vô tình tìm thấy được ADN của Shibai thông qua quá trình khám phá các tàn tích cổ đại. Tất nhiên, một người bình thường như Amado không có bất kỳ năng lực nào liên quan tới du hành thời không, thì rõ ràng ông ta không thể nào đến được các điện thờ ở chiều không gian khác giống như cái cách Babasuke đã từng làm. Hay nói cách khác, ở trái đất chắc chắn đang có tồn tại ít nhất là một tàn tích liên quan tới Shibai. Vậy tại sao một cổ thần mạnh mẽ như hắn ta lại có mặt ở trái đất? Chỉ có một khả năng, đó chính là Shibai đã từng đặt chân đến đây, và Shibai cũng chính là chủ nhân của một trong hai biểu tượng đã bị phá hủy kia. Cũng vì sự biến mất bất ngờ của một thành viên chủ chốt trong gia tộc như vậy, nên tộc nhân Otsutsuki mới quyết định cử hết các cặp đôi này đến cặp đôi khác đến trái đất để tìm kiếm và thu hồi thần thụ của Shibai. Chứ nếu chỉ là một thần thụ của cặp đôi Otsutsuki bình thường, thì có lẽ gia tộc này đã không mất công đến thế.
Thậm chí theo như lời tiên tri của Toneri, thì sắp tới sẽ có thêm một đội quân thần linh của tộc Otsutsuki giáng thế. Khi đó sẽ là ngày tàn của trái đất. Đến đây, lại có thêm một câu hỏi khác được đặt ra. Nếu như Shibai đến trái đất và biến mất, vậy người hầu của ông ta là ai và đang ở đâu? Lật lại quá khứ một chút, tôi từng đặt ra một giả thuyết rằng thần chiến tranh Yasin chính là một Otsutsuki. Và hắn ta cùng với Shibai chính là một cặp. Nếu giả thuyết này trở thành sự thật, thì trùng hợp rằng nó lại có thể giải thích một cách cực kỳ hợp lý về nguyên nhân tại sao hai biểu tượng của Shibai và của cả hắn ta đã bị loại bỏ. Có thể là sau khi Shibai tiến hóa đến trạng thái tối thượng của mình, Yasin đã tự hồi sinh nhờ karma của chính hắn ta. Nhưng vì là một tộc nhân thấp kém và chỉ bị coi là cống phẩm của thần thụ, hắn đã quyết định giống như Kakuya, từ chối tiếp tục phục vụ cho Shibai, tự mình tìm kiếm sức mạnh thông qua một con đường mới. Yasin đã tìm ra cách trao sức mạnh cho các tín đồ của mình để chúng đem đến những tế phẩm dâng lên cho hắn ta. Từ đó, Yasin có thể nâng cao sức mạnh thông qua việc hấp thụ sức mạnh của vật tế. Về cơ bản thì nguyên lý này cũng tương tự với việc ăn trái chakra, chỉ khác có điều là thay vì ăn một lần bằng sức mạnh của cả hành tinh, thì Yasin chỉ có thể hấp thụ những người đơn lẻ mà thôi. Quá trình này tuy tốn nhiều thời gian, nhưng vì là tộc nhân cấp thấp nên hắn ta thà chọn như vậy còn hơn là tiếp tục trở thành thức ăn cho thập vĩ. Và trước khi làm điều đó, Yasin buộc phải phá hủy các biểu tượng để không ai khác có thể biết về hắn ta, cho dù kẻ đó có là con người hay là các Otsutsuki khác. Tiện nhắc tới thành viên thứ 6 của nhóm Otsutsuki, tôi vẫn luôn cho rằng 6 bức chạm khắc ở căn cứ bí mật kia đang ẩn chứa một bí mật nào đó mà chúng ta vẫn chưa được biết. Các bức hình này đều có những đường liên kết nối với nhau theo từng cặp, nghĩa là có thể chúng sẽ hội tụ tại một điểm nào đó. Trong trận chiến giữa Jiren và Kashin Koji, ta có thể dễ dàng nhận ra căn phòng của Jiren có 6 cái ghế trống, giống như là tượng trưng cho 6 ngai vàng. Ban đầu, tôi nghĩ rằng nó thuộc về các thành viên của Kara, nhưng không, số lượng thành viên của Kara nhiều hơn thế. Thậm chí trên những chiếc ngai đó đều có biểu tượng của 6 dấu Tomoe. Theo tớ, đây thực chất chính là căn phòng tượng trưng cho cả 6 Otsutsuki đã tới trái đất. Chúng sử dụng nơi này để gặp mặt và bàn bạc với nhau. Hai thành viên được xác nhận đã bay màu trong số 6 tộc nhân Otsutsuki là Kinshiki và Isshiki. Tuy nhiên, sức mạnh của Isshiki vẫn còn tồn tại trong người Kawaki, còn Kinshiki thì đã hòa làm một với chủ nhân của hắn ta là Momoshiki. Trong khi đó, Momoshiki thì lại đang tồn tại bên trong người của Boruto, Kaguya thì bị phong ấn chứ chưa hẹo. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy hai Otsutsuki đầu tiên đã chết. Tức là trên lý thuyết, cả 6 đại diện của Otsutsuki vẫn đang có mặt tại trái đất. Vậy trong tương lai, liệu sẽ có khoảnh khắc nào đó toàn bộ các nhân vật mang sức mạnh của 6 Otsutsuki này hoặc là chính bọn chúng sẽ ngồi lại với nhau tại căn phòng ngai vàng này hay không? Mà nói từ nãy tới giờ, chắc chắn anh em cũng đã nhận ra rằng có vẻ số 6 rất đặc biệt khi nhắc tới đám người ngoài hành tinh này. 6 thành viên, 6 dấu phẩy trên mỗi chiếc ghế dường như là tượng trưng cho 6 cảnh giới của lục đạo. Thậm chí trên người của Yura cũng có dấu Tomoe. Đến đây thì những mảnh ghép rời rạc đang dần liên kết với nhau và theo như tớ dự đoán, có vẻ như chìa khóa để chiến đấu với đám người ngoài hành tinh sẽ có ít nhiều liên quan tới sức mạnh của lục đạo tiên nhân. Video đến đây là hết rồi, nếu có ý kiến khác, anh em hãy để lại bình luận phía dưới nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Eagle Tuna và Tuấn Tuna Shop. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.